Mưa ở Trung Bộ sang hôm nay đang giảm nhanh, vùng mưa tập trung ở khu vực Quảng Nam tới Khánh Hòa. Cường độ mưa cũng giảm, Quảng Nam tới Bình Định dự báo lượng mưa khoảng từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Còn lại Phú Yên, Khánh Hòa sẽ mưa dưới 40%. Với diễn biến như vậy, lũ vẫn có thể lên trên các sông ở khu vực Quảng Nam đến Bình Định nhưng không cao. Tuy nhiên, bà con sinh sống ở vùng núi vẫn cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất sẽ xảy ra. Còn vùng trũng thấp, các khu đô thị cần cảnh giác với hiện tượng ngập úng khi mưa dồn dập trong thời gian ngắn. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, mặc dù đã có nhiều nỗ lực đầu tư kè chống, tái tạo bờ biển, nhưng tình trạng sạt lở bờ biển ở cửa đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam liên tục tiếp diễn. Sạt lở không chỉ khiến cho cả dải bờ biển du lịch nham nhở mà còn gây bất an cho hàng ngàn hộ dân sống dọc theo tuyến biển này. Người dân sống dọc gần 10 km bờ biển thuộc hai phường Cẩm An và Cửa Đại không còn lạ lẫm với chuyện sạt lở. Ít thì vài mét, nhiều thì vài chục mét. Nước biển xâm thực cuốn trôi mỗi năm vài hecta đất, hoa màu ruộng vườn, người dân đành chứng kiến trong bất lực. Chuyện sạt lở thường xuyên đến nỗi chỉ cần một đợt triều cường hay một đợt gió mùa đã có thể làm tan hoang một đoạn bờ biển Cửa Đại. Mới đây, triều cường đã khiến 4 nhà dân bị đánh sập, làm hư hại cây cối, hoa màu. Vừa rồi là ro là tớ mẹt luôn, mới bước ra cái ngõ là sáng phỏa vô luôn, trên đào phỏa xuống tớ mẹt luôn, chạy vô không kịp. Lỡ chi mà hầu nó là trước mẹt nhòa là cái dốc cô lỡ mấy chục mấy luôn. Để hỗ trợ đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân, rất cần những giải pháp đồng bộ căn cơ từ các cấp chính quyền. Trong đó, phương án tái định cư cho người dân cũng cần được tính đến. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các hộ dân dọc ven biển, có nhà ở dọc ven biển, thì trong những thời lúc cao điểm mưa to gió lớn thì họ phải sơ tán đi đến nơi trú ẩn an toàn. Tái định cư thì vấn đề này quá tầm của chính quyền địa phương cấp xã. Chúng tôi trong tương lai thì chúng tôi sẽ kiến nghị cấp trên phải có cái phương án tính toán sắp xếp bố trí như thế nào cho hợp lý, vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, vừa có cái kế sinh kế cho bà con nhân dân vùng biển. Thực trạng bờ biển Cửa Đại tan hoang qua mỗi mùa mưa bão rất cần giải pháp tổng thể để phòng chống hữu hiệu. Những cơn thịnh nộ của biển cả với bờ biển Cửa Đại Hội An không loại trừ nguyên do từ hành xử giữa con người với thiên nhiên, trong đó phải kể đến việc xây dựng các nhà hàng khách sạn, nhà ở lấn sát ra biển. Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Trước những diễn biến khó lường của đợt triều cường này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã có công văn về việc tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động ứng phó. Phóng viên Quốc Thới sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Tùy tình hình thực tế, thủ trưởng các cơ sở giáo dục sẽ lựa chọn hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên và giáo viên. Sau khi các trường tham khảo ý kiến của phụ huynh học sinh, đã chủ động lên các phương án ứng phó với triều cường. Phần đông trường ở khu vực nội ô các quận huyện thường bị ngập sâu nên cho học sinh nghỉ để học trực tuyến, hoặc giáo viên gửi bài tập về cho học sinh tự ôn ở nhà. Một số trường ít bị ảnh hưởng vẫn học trực tiếp nhưng giờ thời gian vào lớp muộn hơn và tan sớm hơn thường lệ để né triều cường. Từ hôm nay đến hết ngày thứ sáu tuần này, 28 tháng 10, được dự báo là đỉnh triều của đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch, mực nước trên sông Hậu ở Cần Thơ sẽ cao hơn báo động 3 từ 15 đến 20 cm. Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố, triều cường sáng nay xuất hiện lúc 5 giờ và rút khoảng 6 giờ 30. Với mực nước cao nhất trên sông là 2m14. Buổi chiều, nước ngập sâu từ khoảng 17h30, mực nước cao nhất trên sông là 2m18. Do đó, phụ huynh cần rước con trước giờ triều cường lên cao để đảm bảo an toàn. Sau mỗi ngày, triều cường sẽ lên trễ hơn và đạt đỉnh vào ngày 28 tháng 10 tới. Việc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ ban hành công văn từ sớm giúp các trường chủ động lên các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn, phù hợp với công tác dạy và học.